Anh yêu, có lẽ giờ này anh còn trong giấc ngủ, nhưng em thì vẫn ngồi đây để viết cho anh những dòng cuối cùng. Ngày mai em phải đi, đi đến một nơi rất xa, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Đừng buồn em anh nha, cho em xin được nói với anh một điều, điều duy nhất, em rất yêu anh. Có vậy thôi